rất là thương con vô cùng. Bên ngoài má tánh nóng nảy, má nói vậy chứ trong tâm rất là thương vô cùng. Chết rồi đâu còn bên cạnh con nữa đâu. Nếu như mà mẹ mà không còn bên cạnh Tâm nữa thì Tâm sẽ như thế nào? Thì con sẽ chết. Thì con sẽ chết. Con nhớ mẹ một lời tạ ơn cả cuộc đời mẹ dành cho con. Ngày nào còn bố còn mẹ hãy sống trọn vẹn với tình nghĩa thiêng liêng đó, để một ngày nào đó đó bố và mẹ lỡ có ra đi thì chúng ta không phải nói hai từ giá như. Cảm ơn mẹ vì luôn bên con lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng to cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về. Ai còn cha ai còn mẹ, hãy trân trọng những khoảng thời gian tốt đẹp nhất dành bên bố và mẹ của mình. Mẹ và bố đã vắt cạn tuổi thanh xuân vì mình. Mẹ và bố đã gánh gồng chúng ta cả cuộc đời rồi. Nên hãy phát nguyện, hãy hứa và làm được rằng nguyện cuộc đời còn lại chúng ta sẽ gánh gồng bố mẹ. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang